Đây là đang ở trên sân thượng của căn nhà góc đường Bình Tân Hòa Đông với đường Chiến lược ha. Ngay đây là siêu thị Bách Hóa Xanh, kia là ủy ban dân phường Bình Trị Đông. Đó, góc đường Chiến lược với đường Tân Hòa Đông ha. Bên đây là quận 6 nè. Đó, quận 6. Dòng xe Phú Lâm, trường Mạch Đình Chi, chợ Phú Lâm, dòng xe Cây Gõ. Bên đây quận 11. Đường Chiến lược này mốt mở giải tỏa ra thì giải phóng mặt bằng phía trước ra thì nhà mình ra sát mặt tiền luôn ha. Nhà này ngang là gần 6 mét. Dài 12 mét ha. Ở đây cái sân thượng trên có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên nè. Đó, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên nè ha. Đó, nhà kế bên mình cũng đang mong mem xây cao lên. Khu vực này khu hiện hữu nha. Nhà mình cao nhất luôn. Tấm này là tấm thứ 5 á, tấm trệt, tấm lầu 1, lầu 2, lầu 3 và tấm này tấm thứ 5 ha cô chú anh chị. Cái đường hẻm phía trước nhà mình là hẻm rộng, mua hai ô tô qua lại được nha. Ở đây sân thượng nè, máy chà than, bồn nước lớn. Ở sân thượng thì đúc bê tông cốt thép ha. Đường này ra đầu này thì có một cái siêu thị Cico Cây, còn đầu này là siêu thị Bách Hóa Xanh. Cầu thang đi lên đây là cầu thang xoắn ha. Đó, có một cái ban công nhỏ nhỏ đây. Chiều ngang đất của mình là gần 6 mét và chiều dài là 12 mét nha. Ở trên đây thì có hai phòng. Ở đây thêm cái ban công nhỏ lên sân thượng lên trên. Tấm này là tấm thứ 5. Khóa cửa lại ha. Phòng phía sau nè ha, phòng khá rộng luôn nha, có cửa sổ rồi ha. Ở đây là không mở đèn nha. Đây cầu thang đi xuống lên giếng trời trên. Nhà vệ sinh này thì sử dụng chung cho phòng trước với phòng sau. Đây là lầu 3 ha, không mở đèn nha. Mở đèn lên thì nó sáng hơn rồi. Mỗi tầng là có CB riêng hết nè. Cửa là cửa gỗ, phòng ngoài có ban công. Đó, cửa đi ra ngoài cửa sắt. Nhà đúc bê tông cốt thép nên không có làm trần thạch cao ha. À, nhà tầng nào cũng có ban công hết. Đó, ban công nè. Đây hẻm trước nhà thì hai ô tô qua lại bình thường ha. Đó, đường này thông qua Chiến lược nè. Bên đây là hẻm 295, 297 đường Tân Hòa Đông. Đằng kia là đường Tân Hòa Đông, ủy ban dân phường. Bên đây ủy ban dân phường 14, quận 6 ha. Đó, hẻm hai ô tô qua lại nha. Cửa sổ có song sắt bảo vệ đầy đủ, cửa đi là cửa sắt nha. Đó, nhà này là không có ba mà đang không mở đèn ha, cáp internet gì đầy đủ hết nha. Trước một phòng, sau một phòng. Đất ngang 6 mét và chiều dài là 12 mét ha, gần 6 mét, dài 12 mét. Hoàng đang đứng, Vũ Hồng đang đứng cầu thang này là từ lầu này lầu 2 lên lầu 3 và kia là lên sân thượng ha. Đây phòng phía sau nè. Sao rộng lắm. Nhà này thì không có làm trần thạch cao nha. Ở hẻm 295, 297 đường Tân Hòa Đông. Đầu đường Chiến lược giao với Tân Hòa Đông, giáp với quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Phòng này phòng phía sau của lầu 2 ha. Đó, trần không dựng thạch cao nha, trần tô thẳng luôn ha. Đây phía trước chừa nhà mình chừa cái lối đi nè. Đó, ở đây thì có mở cái cửa sổ thôi, ở dưới tầng dưới thì có mở ban công ha. Đây là tầng 3 lầu 2 nha. Đó, cầu thang từ lầu 2 lên lầu 3 nè, lên sân thượng ở trên ha. Phòng này thì nhà vệ sinh nằm ở bên ngoài, cũng giống như trên lầu 3, nhà vệ sinh nằm bên ngoài nha. Nhà vệ sinh thì nằm ở phía ngoài, đèn này đèn đổi màu nè. Thiết bị vệ sinh là của inox. Và cửa phòng là đi là bằng cửa gỗ. Phòng trước có cửa sổ nè ha, có cửa đi ra ngoài ban công. Xin nhắc lại là trần không có dựng thạch cao nha. Trần thì để
tua thẳng luôn ha. Đây ban công phía trước nhà mình, ở hẻm trước nhà nè, hẻm này thông ra đường chiến lược nè, còn hẻm này thì thông ra ngoài đầu đường chiến lược với Tân Hòa Đông ngay siêu thị Bách Hóa Xanh. À, bên gần sát bên quận 6, giáp ranh quận 6, đất trống phía trước làm đất của nhà mình ha. Đây người ta chuẩn bị nhậu à. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn lên nè ha. À, phía trước nhà mình đây. Cái cửa thì rất là chắc luôn ha. Đó, nhìn nè, cô chú anh chị bạn nhìn ha. Bên ngoài thì đây cửa phòng nhà mình. Chìa khóa còn đủ hết, màn rèm đầy đủ ha, cửa sổ thì có song sắt bảo vệ luôn nha, bằng sắt có song sắt bảo vệ luôn, phòng rất rộng luôn, cáp internet đều đầy đủ hết, cửa gỗ ha. Ở lầu 2 cũng giống như lầu 3 là nhà vệ sinh nằm ngoài. Ở đây thì có 2 phòng, tổng cộng mình có 6 phòng ha. Nhà vệ sinh nằm ngoài, đây là CB nè, CB tổng của nhà mình. Căn này chủ đang kêu bán là giá là 6 tỷ 480 triệu. Lúc trước chủ kêu là 7 tỷ 9 nữa đó. Vũ Hoàng, Vũ Hồng đang đi từ lầu 2 xuống lầu 1 nha. Đó. Lên lầu 3 và lên sân thượng lên trên. Cầu thang tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Hướng nhà mình hướng Tây nha cô chú anh chị. Tây Bắc. Rồi phòng ở phía sau. Đây là phòng phía trước nè. Phòng phía trước thì đặc biệt ở vào lầu 1 thì phòng phía trước thì có cái phòng vệ sinh ở bên trong. Đó. Dây ống đồng máy lạnh đều có sẵn hết ha. Ở đây thì mở đèn cho cô chú chị bạn xem. Đó, đèn nè. Ban công ngoài, đó, đèn này rất đẹp ha, mở đèn lên thì rất đẹp rồi. Đó, ban công phía ngoài nhà mình nè. Ban công phía ngoài nhà mình lầu 1 rất rộng luôn ha, cửa sổ nữa ha. Ở ngoài thì lợp ngói. Đó, lợp ngói cái sân ở ngoài nè. Bên hông nè ha. Và bên hông mình là chừa cái lối đi vô và phía sau nè. Nó đi thẳng ra phía sau nè ha. Ở trên cái cầu thang thì có cái mái che lại luôn nha. Đó, nhà mình ở phía sau đây nè. Đó, ok ha. Đây thì ra mặt tiền đường, cái căn nhà này mai mốt nó sẽ giải tỏa mặt tiền đường chiến lược ra nhà mình sát bên mặt tiền luôn. Hẻm này thông qua bên xi cầu cây số 10. Đó, nhìn lại ha. Đứng từ lầu 1 nhìn lên nè ha. Nhà mình ha. Đó. Lầu 1 nhìn lên nhà mình đây ha. Còn đây nhìn xuống dưới nè, hẻm thông ha, nhà sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Rồi. Mình xem lại cái lầu. Như vậy là cái ở dưới lầu 1 tầng 2 này á. Ở trên nãy chú Hồng Vân nói là trên mỗi cái nhà vệ sinh là chủ nhà có để một cái kho, đó. Cái trống là cái kho để chứa đồ ha. Và cái điểm khác biệt của lầu 1 với lầu 2, lầu 3 là lầu 1 cái nhà vệ sinh nằm bên trong phòng phía trước, còn những cái lầu trên là để ngoài sử dụng chung cho hai phòng. Đó. Ngang là gần 6m và chiều dài là 12m nha cô chú anh chị. Phòng rất rộng rãi thoải mái luôn á. Đây, cầu thang từ đây lầu 1 xuống dưới trệt nè. Lầu 1 lên lầu 2 nè, quẹo lên lầu 3 nè, lên sân thượng lầu 4 nè. Tầng 5 á. Và đặc biệt là tầng 1 chỉ có tầng 1 dưới trệt là chủ nhà có vượt thạch cao ha. Đó, vượt thạch cao nè. Nhà đây có cái ban công. Ban công ra ngoài. Đó ban công nè ha. Ở trên mấy cái cửa sổ này là chủ nhà làm có làm ngói cái máy ngói che này ha, nó cho nước đừng có tạt vô cửa sổ mình. Cửa sắt thì rất là kiên cố luôn. Phòng thì cửa gỗ, nhà mình ở hậu phía sau này nha cô chú anh chị. Đây là không gian của lầu 1. Tầng 2 lầu 1 ở phía sau không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh sử dụng chung ở dưới hoặc ra phía trước ha. Đó, nhà vệ sinh này tầng này thì để cho phòng trước sử dụng rồi. CB đây. Đó, cửa sổ nè.
hẻm 295, 297 đường Tân Hòa Đông ha, ngay đầu đường chiến lược luôn. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng mua bán, ký công chứng sang tên. Đây là không gian tầng trệt, đây là cầu thang từ dưới trệt đi lên lầu 1, lầu 2 này đi lên nè ha. Thì đây có mấy sông bằng gỗ đó, cầu thang nè. Ở phía sau thì làm cao phía trước khoảng 2 tấc ha. Ở phía trước thì làm cao hơn sân khoảng 2 tấc rưỡi. Ngoài có lớp cửa lớn bên ngoài nè đó. Đây gian bếp rất rộng rãi luôn ha. Nhà vệ sinh thì nằm ở dưới cầu thang. Nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Thiết bị vệ sinh thì sử dụng của Inox ha. Tường nhà vệ sinh ở tầng trệt dán cao đến trần luôn. Đây chỗ để máy giặt nè ha. Mình muốn để đây hay mình để trên lầu tùy. Về gắn thêm ở đây mình gắn thêm cái tủ bếp trên đó mình xài ha. Tầng trệt với lầu 1 là trần có giật thạch cao, xài đèn màu, đèn led. Còn ở lầu 2 thì không có nha cô chú anh chị. Ở lầu 2 với lầu 3 thì không có giật trần thạch cao. Và nhà mình ở hậu phía sau, ở bên hông này chủ nhà làm nở qua đây một chút. Đó, cửa thì cửa sắt rất là kiên cố và chắc chắn, ở trên đây có làm song sắt bảo vệ rồi ha. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà ở hẻm 295, 297 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, giáp ranh với quận 6 ha. Căn nhà này chủ đang kêu bán giá là 6 tỷ 480 triệu. Ngang là gần 6 mét và chiều dài là 12 mét ha. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ. Hẻm trước nhà là hai ô tô qua lại được ha. Tương lai mình ra sát mặt tiền đường chiến lược luôn nha. Nằm gần quận 6, gần chợ Phú Lâm, gần trường Mạc Đình Chi. Đó, đây là bên hông của nhà mình luôn nha. Phần này là phần hông nhà mình luôn ha. Cửa sổ hông qua ha. Nhà đã được hoàn công rồi nha. Tấm trệt, tấm lầu 1, tấm lầu 2, tấm lầu 3. Và tấm chân thượng đúc bê tông cốt thép luôn. Ở sân phía trước nhà mình đây. À, mỗi cái bước bệ dựa giao giữa cái sân với thềm nhà. Rồi nhà phòng trước với phòng sau là đều bằng đá hoa cương hết ha, toàn bộ luôn nha. Cô chú anh chị bạn nhìn ha, hẻm mình hẻm thông nha cô chú anh chị. Hai đầu đường là có hai cái siêu thị gần chợ ha, gần chợ Tân Hòa Đông, phường 14 quận 6. Ở đây thì cái lối đi này đi vô trong nè, ở trên có song sắt bảo vệ và ở đây là có cái cửa sắt này ha. Cửa sắt này rất là chắc chắn luôn nha. Đồng hồ điện riêng, nước riêng ha. Ở trên đây là máy đúc bê tông cốt thép và phía ngoài có làm thêm một cái máy ngói. Đó. Nhà mình bên đây để đụng được 4-5 chiếc xe, 6 chiếc xe luôn. Đó, nở ra phía bên trái nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cửa này là cửa hông đi lên dắt xe. Đây cũng có cửa chính. Cửa chính thì đây. Đó, sửa nè ha, khóa nè ha. Điện chính, nước chính luôn ha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên luôn nha. Hẻm trước nhà hai ô tô qua lại được ha. Ngoài đó là mặt tiền đường chiến lược nha cô chú anh chị. Mai mốt đường chiến lược nó sẽ mở vô tới đây, ở sát bên luôn. À, sát bên nhà mình luôn ha. Và mặt tiền của căn nhà mình đây, 295/2/1 đầu đường luôn ha cô chú anh chị. Đó, ngang gần 6 mét và chiều dài là 12 mét nha. Hướng này nè cô chú anh chị, hướng này mình sẽ đi ra đầu hẻm số 10 đường chiến lược, ngay chỗ cái siêu cây á. Đi ra ngay chỗ đầu đường hẻm số 10 đường chiến lược và ngay chỗ đó có cái siêu cây bên tay phải. Ở nhà mình đây ha. Rồi hẻm này hai ô tô qua lại được nha. Rồi đi phía trước mặt tiền đó là đường chiến lược ha. Rồi mình nhìn lại nhà một lần ha. Trước nhà có cái hai cái camera lớn, một cái đó một camera ha. Ở đây có một camera lớn nè. Ở đây có một camera lớn nè. Và ngay nhà mình có một camera lớn luôn ha, của khu phố luôn.
Trước đây là chủ nhà kêu căn này là 7 tỷ 9 nè, nay là chủ bán 6 tỷ 480 thôi. Đó, nhà mình xíu sau lưng ra mặt tiền này thôi. Đó, sau lưng cái văn phòng phẩm nè. Bên kia là đường Tân Hòa Đông nha. Đó, đầu đường chiến lược ngay đây, ngay chỗ siêu thị Bách Hóa Xanh nè ha. À, còn đây là nhà mình sau lưng cái chỗ tạp hóa này, kia nhân phòng phẩm Kim Loan nè. Nó căn mình căn sau lưng cho mặt tiền ha. Nó vô tới đó nha, tới nhà mình rồi. Đường này là đầu đường chiến lược nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng đang đi trên đây là trên con đường chiến lược nha. Đó. Nhà mình đây ha. Rồi bên kia là đường đầu đường Tân Hòa Đông với đường chiến lược cô chú anh chị. Ở đây là siêu thị Bách Hóa Xanh nè. Đó, hẻm này là hẻm 297. Đây đầu đường chiến lược đây ha. Đây, siêu thị Bách Hóa Xanh nè. Đó, đường chiến lược với đường Tân Hòa Đông ngay đây ha. Rồi ngay kia là ủy ban dân phường Bình Trị Đông, ngay chỗ đó. Đi thẳng lên lại lên đường Hưng Lộ 2 ha. Còn hướng này là bên đó chung cư Tân Hòa Đông là thuộc quận 6 ha, phường 14 quận 6 ha. Đó, hẻm đầu hẻm nè, 295 297. Tổ 141 142 43 45 ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha. Rồi Vũ Hồng xin chào ha. Cô chú anh chị bạn có nhu cầu đi xem nhà thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979. Còn nếu mà có nhu cầu khi ở nhà thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 787878 ha. Vũ Hồng sẽ tới định giá và review nhà bán nhanh cho cô chú chị bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.